một cái nhà dân người ta làm ruộng, và tương lai thì thật sự mà nói ở khu vực này thì đâu còn ruộng đồng nữa đâu. Những mảnh đất người ta mua người ta rào lại bán đất luôn. Thấy tiếc không? Bùi đó, thấy không? Nè, ở phía dưới là anh chị thấy không? Đó. Thấy rõ nhất. Chứ mà đi xa Thành Mỹ Lợi. Khu vực dự án Thành Mỹ Lợi. Đây, khu vực trung tâm thành phố Thủ Đức. Xin đi mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Xin Đi Đòn. Bây giờ thì khoảng 11 giờ ngày 29 tháng 3 2023. Xin đi muốn thực hiện một cái clip một khu dân cư ở Thành Mỹ Lợi, và chúng ta đi men về cái đảo Kim Cương của thành phố Thủ Đức, trung tâm hành chánh. Cái khu vực Sunny đang đứng đó thì anh chị cứ search ngã tư Mỹ Thủy, Thành Mỹ Lợi thì nó ra cái khu vực này, và mé bên trái chúng ta có một cái đồng ruộng, và có những con đường xa tít đằng kia để chúng ta về cầu Phú Mỹ, băng qua dòng sông Sài Gòn để về Phú Mỹ Hưng. Và Sunny cũng muốn khám phá cái mảnh đất này gửi anh chị và các bạn. Đôi khi thì đi những con đường trung tâm đó thì nó thường rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá những cái vùng đất mới của thành phố Thủ Đức ngày hôm nay. Ngày xưa ở đây là quận 2 anh chị, nhưng mà là sau khi sáp nhập quận 2, quận 9, Thủ Đức thành thành phố Thủ Đức, thì đây là những cái dự án và người ta cũng làm cơ sở hạ tầng, người ta đón đầu kinh doanh bất động sản. Thì nhà cửa ở đây thì nó được xây cất rất là nhiều, và những con đường ngang dọc trên một cái bãi sình lầy những cái đám ruộng năm xưa. Và Sunny cứ đi thẳng thôi anh chị, đi thẳng đường đi cửa miệng. Và ở đây thì có những nhiều con đường lắm, nó ví dụ con đường này là Trương Gia Mô, thì không biết là con đường Trương Gia Mô thì là con đường gì. Ở trước thì có một con đường đất đỏ đi vô cái đám ruộng. Ở đây người ta phơi, không biết đang phơi cái gì nè, dọc ở trên con đường này. Cơ sở hạ tầng, và ở dưới thì anh chị thấy những cái số điện thoại chi chích là của những cái anh mà kinh doanh bất động sản. Đây, những cái lề chi chích những cái số điện thoại. Bất động sản bây giờ cũng đang đóng băng anh chị, nhưng mà Sunny nghĩ thì nó đóng băng để nó giảm giá, để người ta có cơ hội. Chứ mà người làm công ăn lương thật sự mà nói rất là khó khăn để có một căn nhà. Phải chẳng lẽ ở thuê mãi anh chị, còn chứng minh thu nhập để vay đó thì khó lắm. Có vay mà giờ lãi suất ngân hàng nó cao quá. Ở đây là một cái chùa, chùa hội đất, và đây là một cái mảnh đất ruộng nè. Sunny sẽ cùng với anh chị đi một đoạn thôi. Ở đây là cái ruộng ngày xưa, mình vô cái nhà dân người ta làm ruộng, và tương lai thì thật sự mà nói ở khu vực này thì đâu còn ruộng đồng nữa đâu. Đi một đoạn thôi anh chị ha. Ruộng đồng bao la đó, ngày xưa thì nó ở đây, bây giờ nó làm ruộng rồi, nó như thế này thôi anh chị. Dừa nước, ruộng đồng. Thì xa xa thì nó có cái đường để đi vô cái xóm người ta, nhưng mà đi vô trống chó dí. Đó, chị thấy không? Dừa nước nè, ao sen, rồi đặt lờ cá. Đó. Lờ cá nè. Xa xa là chúng ta thấy những cái dòng xe chạy là cái hướng về cầu Phú Mỹ đó anh chị. Rồi bây giờ tới đây thì Sunny sẽ quay lại nha.
trong đây thì có dấu hiệu anh ta nuôi bò. Quay lại anh chị. Nhà cửa thì một số người người ta ở tạm thôi, cả canh những cái lờ cá nè, là người ta trồng lúa, chăn nuôi nhỏ. Rồi mình sẽ đi về cái khu vực trung tâm của trung tâm hành chánh, một cái tên cũng rất là kêu là Diamond Island, đảo kim cương. Thì ở đây thì nó có bao bọc bởi những cái dòng sông Sài Gòn nè, rồi dòng ông Tố nè, những mảnh đất mà người ta mua rồi mà người ta cũng chưa xây dựng nè. Cứ đi. Cái chùa rất là lớn, chùa Hội Đức. Những mảnh đất người ta mua, người ta rào lại bán đất luôn, cho thuê đất 12m, 20m, Mr. Hoàng. Em không có tiền anh Hoàng ơi. Em có là em thuê rồi. Đó, ở dưới thì nó có chi chít, anh chị thấy những cái vôi mà và sơn trắng trắng mà ghi số, đó là số điện thoại của các anh làm dịch vụ nhà đất. Người ta bán người ta có tiền cò. Bên kia giờ dừa nước, tương lai thì nó cũng là một cái khu dân cư thôi, quy hoạch. Khi mà đi vào trung tâm của hành chánh thành phố Thủ Đức thì nó nhộn nhịp rồi anh chị, rất là nhộn nhịp, nhưng mà mình cũng phải đi ra cái vùng ven ven coi như thế nào. Phải có cái này, có cái kia. Đó, một mảnh đất trống. Và đây là một con đường. Con đường dẫn chúng ta đi đâu? Con đường bích rồi, bích lối. Đây là con đường bích lối rồi. Đây là cái kho bãi của container. Lối anh chị, người ta để những cái cống rồi chặn ngang rồi. Cái này thì chỉ là tương lai thôi, chứ bây giờ thì nó rất là khó. Ở đây thì có một con đường mòn, một con đường thôi, người ta cũng chưa làm, chưa xây dựng gì cả. Mình sẽ đi con đường này, và xa xa thì có những cái chung cư. Anh chị thấy không? Xa xa đó là những cái building, những cái biệt thự của thành phố Thủ Đức đó. Và đây là một cái con đường và cũng đất trống, chưa có xây dựng.
10 năm nữa thôi, thì ở đây nó trở thành một cái khu dân cư. Mình đi như thế này để mình hiểu thêm về thành phố Thủ Đức quận 2. Biệt thự kìa, những cái chung cư ngày trước, cách đây 4-5 năm về trước đó, trước cái dịch cúm đó, thì cái bất động sản ăn nên làm ra lắm. Nhà nhà người người đi mua đất, mua nhà, mua chung cư. Nhưng mà sau khi mà bất động sản đóng băng, kinh tế không những ở Việt Nam, nó ảnh hưởng kinh tế thế giới khủng hoảng, thì cái ngành bất động sản nó cũng đi theo. Bây giờ thì thôi cho nó về thực tế đi anh chị, giá cả thực tế để người có thu nhập khá khá ở Việt Nam nhiều lúc á, thu nhập khoảng 20-25 triệu một tháng là khá rồi anh chị, để người ta dễ dành tiền vay ngân hàng để người ta có tiền mua nhà chứ. Ông bà nói an cư mới lạc nghiệp, ở đây có cái cống làm sao đi ra đây. Thôi, đây có một con đường mòn đó, đi xe gắn máy len lỏi như thế này để anh chị thấy rõ nhất. Chứ mà đi xe, nhiều lúc đi xe hơi thì nó cởi ngựa xem hoa. Ở đây có một cái khu biệt thự nè, cả triệu triệu đô nha anh chị ha. Những căn biệt thự này bây giờ đô bây giờ là khoảng hơn 23 tỷ chút xíu là 1 triệu đô rồi. Chưa có ai ở hết, cỏ lát nó mọc từ lưa hết. Đây hình như cũng có bảo vệ. Trước mặt anh chị đó là con đường Đồng Văn Cống đó, bên phải là dòng xe container để về phà Cát Lái, cảng Cát Lái. Mình quẹo lại anh chị, kiếm con đường đó. Nhà cửa thì anh chị thấy đó, cỏ mọc, cỏ lát nó mọc đầy cả, uổng ghê thiệt. Người giàu người ta có tiền, người ta cứ kinh doanh để đó. Nếu mà trường vốn từ từ nó cơn sốt đóng băng thì nó sẽ qua thôi, nó qua thì họ sẽ giàu, càng giàu thêm. Sợ nhất những người mà vay tiền ngân hàng mà đi mua đó. Mà bây giờ cũng khó lắm, đồng tiền là đồng tiền xoay. Nhà cửa quá trời. Ở đây cũng có bảo vệ, mất công hỏi mình đi đâu rồi, phiền lắm. Cái chung cư này không có ai ở hết, rác này. Rác rến đầy. Ở đây không có bảo vệ, cũng có cái rào rồi. Cái này công trình của Novaland. Công trình thấy cái vòng ngoài, thấy cái bảng hiệu Novaland. Đây là cái bảng hiệu để nói bên cái dự án ở Phan Thiết. Nhưng mà thật sự cái này là chủ đầu tư có phải không ta? Chủ đầu tư ở đây xây thì họ mới được cho phép giới thiệu quảng cáo khu vực này chứ. Rồi, bây giờ mình sẽ len lỏi con đường này. Ôi thôi, con đường này nó rộng quá. Sống cùng thiên nhiên giữa phố Âu. Đúng là công trình của Novaland. Khu cao tầng dự án Victory Village. Về thành phố Thủ Đức thôi. Quẹo vô con đường này. Con đường mang tên là Nguyễn Mộng Tuân. Chung cư phía mé bên trái của dự án này, Sunny để ý là nó cũng lâu rồi, nó không có công nhân. Mà xây cũng gần xong rồi chứ.
chắc có thể là do giấy tờ hoặc giấy phép gì đó chưa hoàn công hoàn vốn được. Cửa nè, anh chị thấy đã không? Thấy tiếc không? Nhà cửa đẹp quá trời đẹp luôn á chứ. Đón đầu, cái này là những cái dự án đón đầu Nguyễn Mộng Tuân. Đây là cái dự án chung cư. Đây là những cái xe đổ bê tông cho công trình. Cái dự án này cũng nghe báo chí nói nhiều rồi anh chị, nên nó rào mới rào lại nè. Chứ ngày trưa không có rào đâu. Băng qua con đường Nguyễn Địa Lô và đi là con đường đang đi là Song Lâm, đường mang tên gì Nguyễn Địa Lô, địa là đức, lô là phân lô sao, Nguyễn Địa Lô à. Anh chị thấy quận 2 bây giờ nó như thế nào? Cái mảnh đất mà ngày xưa mà anh chị đi phà cắt lái từ xa lộ Hà Nội, ngày xưa mang tên là xa lộ Biên Hòa đó, anh chị đi phà cắt lái và chúng ta nhìn mé bên tay phải đó thì nó sẽ ra cái khu vực này, quẹo con đường này. Đối với khu vực mà ở đây thì gần thành phố Thủ Đức á, thì nó có nhiều dịch vụ như là bệnh viện, trường học, vui chơi giải trí, mo, đơn vị hành chánh. Thì khi mà xuất phát cái video clip này thì nó xa, nó hơi xa, nhưng mà khi mà vào đây thì nó tới cái khu vực đơn vị hành chánh rồi. Đất đai thì gì thấy quá trời. Mình đi thẳng luôn anh chị ha. Tất nhiên một tí là Sunny sẽ về trung tâm hành chánh. Đó, trời ơi, ở dưới đây nền đất nè, chi chít. Cò nhà, cò đất. Đó, nguyên cái dãy biệt thự kia kìa. Coi giá, coi nhiều, rẻ rẻ mua một cái ở coi. Nói cho vui đó. Thấy không? Nè, ở phía dưới nè, anh chị thấy không? Đó. Ủa, trời, nguyên cái dãy biệt thự kìa. Thạnh Mỹ Lợi, khu vực dự án Thạnh Mỹ Lợi, để nhà thì xây xong hết gì bên ngoài, nhưng mà bên trong thì để phần thô và cũng chưa có ai về ở, cũng có một hầm để xe. Thạnh Mỹ Lợi Village, Villa, Thạnh Mỹ Lợi Villa. Quẹo hướng này. Ở đây đề chữ T1, Thạnh Mỹ Lợi, T2 Thạnh Mỹ Lợi. Nói chung là
thôi về, về với trung tâm hành chánh nha anh chị ha. Chứ đi vòng vòng thì nó những căn nhà coi như là villa người ta xây dựng thì cũng chưa ai mua. Rồi trên nền đất thì có rất là nhiều cái chữ cho thuê bán nhà, chữ số điện thoại. Thôi mình về với khu vực trung tâm. Đó, ngay chỗ cái building đó là khu vực trung tâm đó. Lâu lâu đi lại thì nó thay đổi quá chị. Ngày xưa sinh đi cũng có đi ngang đây thì nó cũng có những cái công trình mà nó lác đác thôi, nhưng mà càng ngày thì nó có rất là nhiều cái nhà cửa mọc ra đón đầu. Ở bên phải là cái trung tâm hành chánh đó, trung tâm hành chánh của thành phố Thủ Đức. Trung tâm hành chánh quá lớn luôn, quá bự. Xây lớn quá cũng ngại vô không chị. Trung tâm hành chánh to lớn quá. Rồi. Mình quẹo con đường này anh chị ha, để mình về với lại con đường chính. Những căn nhà mà để trống rất là lâu rồi nè anh chị. Bên trong nữa, bên trong nhiều lắm, villa nè, hà đô nè. Bên trong đây có nhà coi như là không biết như thế nào, bỏ trống nhiều lắm. Sunny cũng không có tiền, tại vì mình quay rồi, quay cái khu vực đó rồi. Anh chị thấy Sài Gòn nó thay đổi, quá trời thay đổi. Này Trương Văn Bang, con đường này Trương Văn Bang. Đây, khu vực trung tâm thành phố Thủ Đức. Ngày xưa là chúng ta cứ nói là khu vực trung tâm là ngay chỗ chợ Thủ Đức cũ anh chị ha. Dốc con gà quay rồi đó. Nhưng mà bây giờ thì khu vực này anh chị. Thì đối với đây thì mình có những phương tiện. Một là phương tiện đi ra đây là cá nhân, hai là chúng ta đi ra chợ Thái Bình đó, nó có xe bus điện, nó sẽ đi ngang đây. Rồi mình xuống đây mình đi uống cà phê, đi ăn sáng, đi thăm thú. Ở đây có cái mo nè, rồi sau đó thì mình đón xe bus điện về với lại chợ Thái Bình. Thì tất nhiên là mình gửi xe gắn máy ở đó luôn, đầy đủ. Nhớ ngày nào Sunny đi cách đây điện khoảng là 7 năm. Sunny đi thì lúc đó cái công trình này nó mới hoàn thành thôi. Và những con đường này con đường trống, cỏ mọc tùm hết. Nhưng mà bây giờ đi lại thì nó hoàn toàn khác rồi. Và Sunny cũng rất là vui thực hiện các clip này, gửi cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái clip sau. Một phần nào đó
giới thiệu đường phố thành phố Thủ Đức gửi tới cô chú anh chị và các bạn để chúng ta hiểu thêm về cuộc sống ở Sài Gòn, ở một cái nơi vùng ven năm xưa nay như thế nào. Và bye bye, hẹn gặp lại. Trước mặt anh chị đó là con đường Đồng Văn Cống, mé trái là chúng ta về với lại cầu Sài Gòn, bên phải là về phà Cát Lái. Bye bye, hẹn gặp lại.